Bình Ngô Đại Chiến. Dường như là chúng ta đã đi qua cũng rất là nhiều dự án, và bao giờ thì cái phần về lồng tiếng thì thầy cũng đảm nhận, và kể cả phần âm thanh, âm nhạc. Nhưng lần này thì bởi vì các bạn có cái sự đầu tư rất là kỹ lưỡng nhất từ đó cho đến giờ, cho nên là bản thân thầy thì cũng không thể nào mà làm cho nó bình thường được. Trong cái quá trình làm việc, đầu tiên cái khó khăn đến từ khâu kịch bản. Nghe nói các bạn cũng đã dùi mài kinh sử và cũng thức thâu đêm suốt sáng, và đã mất gần nửa năm để hoàn tất cái khâu kịch bản. Nhưng khi các bạn mang qua, các bạn chiếu, 40 phút trôi qua thì thật sự thầy rất là thất vọng. Thất vọng về cái phần kịch bản. Có nghĩa là xuyên suốt 40 phút đó thầy không hiểu cái đề tài của chúng ta đang muốn nói tới cái gì. Nó không làm cho người xem được cuốn hút. Bởi vì khi bản thân thầy đặt mình là một khán giả thì mình xem mình đã cảm thấy không thích, thì làm sao khán giả thích được. Sau đó các bạn đã đồng ý và xem lại. Bản thân thầy cũng có góp ý vào là chúng ta phải làm như thế nào đó để mang lại sự hấp dẫn cho người xem. Và sau khoảng 1-2 tháng thì kịch bản lại hoàn thành. Và lần xem này thì thầy lại cảm thấy thích. Thích vì nó có đường dây hẳn hòi, nó có những trận đánh nhau, nó có những cái đoạn tình cảm, và nó thậm chí nó có cả những giọt nước mắt. Có một cái đoạn, đó là một cái đoạn là hai anh lính đối thoại với nhau và thu cùng một lúc. Mình làm gấp gấp hay sao á, mà cái anh kia ảnh chưa có phối hợp ăn ý lắm. Anh thử ra sau khi mà mình vừa mới thoại cái câu á là đã có bình rượu ngon nè, tối nay trực xong thì chúng ta sẽ làm hết bình rượu này nha. Cái anh kia kiểu ủa có rượu hả? Tức là tự nhiên cái lúc đó là bị miss vậy. Nó chỉ là một cái lỗi, nó là bình thường thôi, mình làm thì lỗi thì mình sẽ làm lại. Nhưng mà cái khoảnh khắc đó là rất là vui vì đó, từ cái một cái câu nó tưởng chừng là rất đơn giản, nó tưởng chừng nó rất là đời, nhưng mà để mà mình nhập tâm vô mình làm, mình chỉ cần một trong hai người mà chỉ cần mà bị miss cái thôi là mình phải làm lại để cho cái sản phẩm nó chỉnh chu nhất có thể. Thầy đã mời anh Khánh Hoàng, anh Đức Thịnh, anh Thành Lộc vào những cái vai quan trọng trong cái bộ phim lần này. Thì riêng anh nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc á, thì ban đầu chỉ mời anh Thành Lộc vào một vai thôi. Bỗng dưng thầy chợt nghĩ tại sao mình không đột phá cho anh Thành Lộc một cái vai khác nữa. Bởi vì nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc là một người rất đa dạng, dường như không có cái vai, thể loại vai nào có thể làm khó được anh. Giờ là lúc ta rửa hận. Truyền lệnh phong tiễn, không chừa một ai. Lũ ngu ngốc không được loạn, dựng khiên chẳng lên. Cho nên là thầy đã quyết định để cho anh Thành Lộc, mời anh Thành Lộc làm hai vai. Một vai thì là một tên võ tướng, còn một vai là một tên thái giám độc ác. Tấn Phát thì cũng là cậu học trò của thầy, và cậu ấy có một cái chất giọng rất là tốt. Bạn ấy cũng rất là đam mê, rất là máu lửa để được làm. Giết giặc sao có thể thiếu phần của Đinh Lễ này được chứ? Giết giặc làm sao có thể thiếu phần của Đinh Lễ này được? Phát thì đang ở Canada du học, nhưng bạn ấy vì quá tâm huyết với lại lịch sử, cho nên là bạn ấy cũng tự mua thiết bị rồi tự thiết kế một cái phòng như là phòng thu âm ở ngay tại nơi bạn ấy sinh sống. Mặc dù đang ở cách rất xa Việt Nam, nhưng mà khi mà được những anh em của Việt Sử Kiêu Hùng mời để làm dự án này thì mình cảm thấy rất là vinh hạnh và có một chút do dự, mình đã nhận lời ngay. Phát lòng, Phát gửi về. Nhưng mà khi mà gửi về đợt 1 thì thầy nghe thầy không có đồng ý. Thầy đã bắt Phát làm lại lần thứ 2. Và lần thứ 2 thì thầy đã hài lòng. Ban đầu mình gặp một số khó khăn, đó chính là tại vì trái múi giờ, cho nên là cái thời gian mà mình trao đổi với những anh em của bên Việt Sử Kiêu Hùng và thậm chí với thầy Đạt Phi nó cũng rất là khó khăn.
Cái thứ hai đó chính là trang thiết bị. Cũng may mắn là ở bên này mình mua được những cái thiết bị cũng gọi là tạm ổn. Nhưng mà so với những cái máy móc trong phòng thu chuyên nghiệp thì thực sự mà nói là nó chỉ đáp ứng được đâu đó khoảng 50-60% chất lượng thu âm. Có ta đây che chắn thì sợ cái gì mưa gió. Đi thôi Triển. Ông trưởng làng muốn so tửu lượng như người uống khỏe nhất nghĩa quân. Thầy nghĩ là khi mà chúng ta nói câu là có thể đây là dự án cuối cùng, nhưng thật ra là trong sâu thẳm của tất cả mọi người, kể cả thầy, kể cả các bạn đang thực hiện cái dự án này, không ai đều muốn dừng lại hết. Và chỉ mong là cái tâm huyết đó, cái tâm huyết yêu lịch sử Việt Nam đó lan tỏa đến tất cả mọi người. Và chúng ta làm không phải là tuân theo một cách máy móc về lịch sử, mà chúng ta dùng lịch sử để mà biến tấu nó thêm, mà người ta gọi là giả sử. Dùng giả sử để mang mọi người tìm hiểu thêm về lịch sử nước nhà. Có nghĩa là qua câu chuyện giả sử của chúng ta thì mọi người sẽ tìm đến, hiểu thêm về lịch sử mà của cha ông ta đã gây dựng cho tới ngày hôm nay. Xin cảm ơn tất cả những khán giả Việt sử Kiêu Hùng đã cùng đồng hành và ủng hộ cho ekip. Mình cảm thấy là cái sản phẩm lần này nó sẽ hoành tráng hơn gấp rất nhiều lần so với lại các cái sản phẩm trước. Em nghĩ đây sẽ là một cái phim lịch sử Việt Nam mà không làm mọi người thất vọng đâu. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều và mong chờ các bạn sẽ đón nhận một sản phẩm từ chính những bàn tay người Việt đã sản xuất ra một bộ phim lịch sử Việt Nam mình. Và chúng ta phải đáng tự hào vì điều đó.